vị, tính đến thời điểm hiện tại, dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 316.000 người trong tổng số hơn 4,8 triệu người mắc trên toàn thế giới. Theo kế hoạch, hàng loạt các quốc gia châu Âu từ hôm nay 18 tháng 5 sẽ tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế nhằm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Tuy nhiên, bài học từ Hàn Quốc và Trung Quốc với số ca lây nhiễm tiếp tục tái bùng phát khi các biện pháp hạn chế dịch được nới lỏng buộc các quốc gia phải cân nhắc tính toán nguy cơ và lợi ích trước khi công bố quyết định cụ thể. Hầu hết các doanh nghiệp ở Italia, bao gồm các quán bar và các tiệm làm tóc, sẽ được phép mở cửa trở lại lần đầu tiên sau hơn 2 tháng. Tây Ban Nha cũng đã lên kế hoạch nới lỏng thêm hạn chế tại hai thành phố là Barcelona và Madrid, cũng như cho phép tụ tập nhóm khoảng trên 10 người. Các biện pháp giảm hạn chế được công bố sau khi số ca tử vong do COVID-19 ở hai nước này có dấu hiệu giảm mạnh, với Tây Ban Nha là hơn 277.000 ca mắc, hơn 27.600 người tử vong, Italia là hơn 225.000 ca nhiễm, gần 32.000 ca tử vong. Chúng tôi hy vọng rằng hôm nay sẽ là một khởi đầu mới cho tất cả mọi người. Có lẽ nó sẽ hơi khó khăn, tất nhiên là cũng có một chút sợ hãi nữa. Chúng tôi hy vọng sẽ quay trở lại làm việc, bởi vì nếu không kiếm được tiền thì đó là một thảm kịch. Bỉ dự kiến cũng sẽ cho các trường tiểu học và trung học cơ sở mở cửa trở lại từ hôm nay, song có điều kiện đi kèm. Hy Lạp, Đan Mạch và Ireland dự kiến cũng sẽ công bố các biện pháp nới lỏng hạn chế trong một vài ngày tới, sớm gỡ bỏ lệnh cách ly, phong tỏa để cuộc sống và việc làm của người dân quay trở lại bình thường là điều mà chính phủ và người dân nhiều nước mong muốn. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc với những báo cáo về làn sóng lây nhiễm thứ hai có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Do đó, các quyết sách đều cần phải được xem xét, cân nhắc một cách thận trọng để hạn chế sự bùng phát trở lại của đại dịch. Tất cả các quốc gia đều đang tìm ra một con đường nhằm bình thường hóa cuộc sống của người dân, song đó là một con đường dài. Chúng ta cần thận trọng, cảnh giác, duy trì các biện pháp hạn chế phù hợp để sẵn sàng đối phó với dịch. Trong một diễn biến khác, 116 quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã ủng hộ đề xuất điều tra độc lập về sự xuất hiện và bùng phát của dịch COVID-19. Như vậy, đề xuất này chỉ còn thiếu 13 phiếu ủng hộ là đủ điều kiện để được thông qua tại khóa họp của Đại hội đồng Tổ chức Y tế Thế giới. Các bên đều cho rằng cuộc điều tra về nguồn gốc của dịch COVID-19 cần phải vô tư, độc lập và toàn diện. Thưa quý vị, kết quả khảo sát vừa công bố của mạng lưới thanh toán toàn cầu Vim cho thấy có tới 81% số doanh nghiệp nhỏ của Mỹ nhận định đại dịch COVID-19 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của họ trong 12 đến 16 tháng tới và gần 90% chuẩn bị cho khả năng suy thoái kinh tế. Trong đó, nhiều doanh nghiệp nhỏ đến siêu nhỏ khó có thể bắt đầu lại từ đầu do bối cảnh kinh doanh đã thay đổi quá nhiều. Công ty của Eduardo Betancourt và vợ được thành lập 3 năm trước, chuyên sản xuất, phân phối đồ lót và đồ tắm tại Colombia và có cửa hàng chính ở Miami. Khi việc kinh doanh đang thuận lợi thì dịch COVID-19 ập đến, Betancourt đã phải lần lượt đóng cửa hai cửa hàng, đồng nghĩa với việc các nhân viên bán hàng mất việc và ngay cả chủ doanh nghiệp cũng thất nghiệp. Thời điểm này là thực sự khó khăn vì không có gì chắc chắn cả, điều đó làm chúng tôi lo lắng. Mỹ đang cố gắng mở cửa trở lại nền kinh tế càng sớm càng tốt, nhưng tình hình các doanh nghiệp sẽ khó trở lại như trước đây. Lượng khách sẽ giảm rất nhiều. Liệu có bao nhiêu người muốn đến trung tâm mua sắm với đủ các hạn chế phải tuân thủ, giãn cách xã hội, che chắn? Chúng tôi đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp, nhưng tôi không nghĩ việc đó đem lại hiệu quả hoặc giúp chúng tôi tồn tại, dù đó là giải pháp hỗ trợ sẵn có. Tại Florida, hơn 1 triệu người đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp, nhưng phần lớn chưa được chi trả. Theo thống kê, giá tiêu dùng tại Mỹ đã giảm tháng thứ hai liên tiếp và hiện người Mỹ tiết kiệm như thời 30 năm trước do tâm lý bất an vì đại dịch. Điều này có thể gây khó cho các doanh nghiệp sản xuất trong bối cảnh kinh doanh như vậy. Nếu tiếp tục, công ty của Betancourt có thể sẽ phải bắt đầu lại từ con số âm. Thưa quý vị, thông tin từ Bộ Y tế cho biết, trong ngày hôm nay đã ghi nhận thêm 4 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 2 trường hợp là tiếp viên hàng không Vietnam Airlines trên chuyến bay từ Liên bang Nga trở về và 2 hành khách trên chuyến bay từ Hoa Kỳ về. Cả 4 trường hợp này đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Bệnh nhân 321 và 322 đều là nam, là tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines. 2 tiếp viên này thực hiện chuyến bay VN0062 từ Moscow, Liên bang Nga, hạ cánh sân bay Vân Đồn ngày 13 tháng 5. Sau khi nhập cảnh, toàn bộ nhóm tiếp viên quay trở lại máy bay, bay về Hà Nội trên chuyến bay không có hành khách. Sau đó đáp chuyến bay VN7485 không có hành khách từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh.
Tại thành phố Hồ Chí Minh và nhóm tiếp viên được cách ly tại khu lưu trú của hãng Vietnam Airlines ở địa chỉ 115 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình. Cả hai tiếp viên hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Ca bệnh 323, bệnh nhân nữ 19 tuổi, địa chỉ ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là du học sinh Mỹ về nước ngày 16 tháng 5 trên chuyến bay VN001 số ghế 41D. Ca bệnh 324, bệnh nhân nam 18 tuổi, địa chỉ ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là du học sinh Mỹ về nước ngày 16 tháng 5 trên chuyến bay VN001 số ghế 27K. Ngay sau khi nhập cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài, hai trường hợp trên và các hành khách đi cùng chuyến bay được chuyển đi cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Bệnh nhân 323 và 324 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 17 tháng 5. Hiện cả hai đã được chuyển đến điều trị cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 324 trường hợp mắc COVID-19, có 263 người đã được chữa khỏi và chưa ghi nhận ca bệnh nào tử vong. Chiều nay 18 tháng 5, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam và các cơ quan chức năng Thái Lan đã phối hợp thực hiện chuyến bay chở 300 công dân Việt Nam từ Thái Lan về nước, hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Nội Bài vào chiều hôm nay. Đây là những công dân có hoàn cảnh khó khăn bị kẹt lại tại Thái Lan do dịch bệnh. Chuyến bay được thực hiện trong hoàn cảnh Thái Lan vẫn chưa cho phép mở đường lại các đường bay quốc tế, cũng như nước này vẫn đang trong tình trạng giới nghiêm. Chuyến bay được đảm bảo chặt chẽ về an ninh, an toàn, các quy định về phòng chống dịch bệnh và vệ sinh dịch tễ. Sau khi hạ cánh, những người tham gia chuyến bay đều đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có văn bản gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa kiểm tra thông tin vận động người dân ký đơn tự nguyện không nhận gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của chính phủ. Trước đó, báo chí đã lên tiếng phản ánh huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa có tới gần 1.500 nhân khẩu đồng ý ký vào đơn không nhận tiền hỗ trợ của chính phủ. Trong đó, riêng thôn Hạnh Phúc, xã Hải Ninh có hơn 20 hộ, chủ yếu là đối tượng cận nghèo. Để có thông tin rõ ràng về câu chuyện này, các phóng viên VTC1 đã về xã Hải Ninh để tìm hiểu câu chuyện. Là hộ cận nghèo với 5 nhân khẩu, theo nghị quyết 42 của chính phủ, gia đình bà Nguyễn Thị Luyện được nhận 3,75 triệu đồng tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ. Thế nhưng, khi chính sách vừa mới được ban hành, trưởng thôn đã đến tận nhà vận động gia đình bà Luyện ký vào đơn từ chối nhận tiền hỗ trợ. Dân nên em thoải mái là ký là không nhận tiền thôi, chứ còn chả có cái gì cả. Chả có thắc mắc gì với anh trưởng thôn mà cũng chả có cái gì cả. Vâng, anh bảo đó thì em, gia đình nhà em ký thôi, em ký. Thôn Hạnh Phúc, xã Hải Ninh có 74 hộ cận nghèo. Trưởng thôn đã vận động hơn 20 hộ đồng ý không nhận tiền hỗ trợ. Gặp các hộ gia đình là theo quy định là không đúng thời điểm. Là phải chấp nhận nữa thôi, báo thôn nếu như cái vay giai đoạn mà theo nhà nước quy định là không đúng thời điểm thì tôi đến là xin lỗi hộ gia đình vì ra cũng chưa lấy tiền đâu. Nên xin lỗi hộ gia đình thông cảm cho tôi. Ngoài thôn Hạnh Phúc, thôn Đồng Minh và Hồng Phong của xã Hải Ninh cũng xảy ra việc cán bộ thôn soạn sẵn đơn cho người dân ký. Có việc là trưởng thôn Hạnh Phúc là có đến một số hộ dân để vận động là không nhận tiền hỗ trợ của nhà nước là đúng là có. Ở việc này thì huyện xã là không có chỉ đạo cái việc này. Theo chính quyền huyện Tĩnh Gia, cơ quan này đã nhận được đơn của 963 hộ tự nguyện xin không nhận tiền hỗ trợ. Các hộ này đã được mời lên để rà soát. Tôi đã chỉ đạo chủ tịch ủy ban nhân các xã, thị trấn mời tất cả các hộ mà trước đây có đơn không nhận tiền, đơn viết tay hoặc là đơn đánh máy sẵn lên trên ủy ban nhân dân các xã, giao cho chủ tịch ủy ban các xã làm việc trực tiếp và phòng lao động thương binh xã hội làm việc trực tiếp các hộ, thông báo cụ thể như sau. Thứ nhất, nếu các hộ nào tự nguyện không nhận tiền thì tiếp tục viết đơn, còn những hộ nào đang còn băn khoăn mà tiếp muốn nhận tiền thì đưa vào danh sách để phê duyệt để chi trả. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 700.000 người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được hỗ trợ 711 tỷ đồng. Đến ngày 17 tháng 5, đã có hơn 400.000 người nhận tiền hỗ trợ và việc chi trả đợt này dự kiến kết thúc ngày 20 tháng 5.
Theo số liệu thống kê nhanh, đến nay Thanh Hóa có khoảng 4.000 người tự nguyện không nhận kinh phí hỗ trợ của nhà nước. Quan điểm của sở là tuyệt đối không được vận động người dân từ chối nhận kinh phí hỗ trợ. Năm 2019 là một năm bùng nổ của giới khởi nghiệp Việt và họ bước vào năm 2020 với tâm thế sẵn sàng gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa. Thế nhưng sự bùng nổ của đại dịch Covid-19 và những dấu hiệu đầu tiên của tình trạng khủng hoảng tài chính khiến viễn cảnh tươi đẹp trở nên ảm đạm hơn. Sự việc ứng dụng WeFit tuyên bố phá sản đã khiến cho các startup tại Việt Nam rút ra được nhiều bài học trong điều kiện bình thường mới. Vậy các công ty khởi nghiệp có thể làm gì để duy trì sự sống của mình ngoài việc cắt giảm chi phí vận hành? Làm thế nào để vực dậy mạnh mẽ hơn sau đại dịch? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua phóng sự sau đây. WeFit, startup được coi là Uber trong lĩnh vực phòng tập, tuyên bố dừng hoạt động. Lý do được đưa ra là bởi khó khăn về tình hình kinh doanh và tài chính không lường trước được do tình hình dịch bệnh Covid-19. Vốn hoạt động của ứng dụng phòng tập này bị cạn kiệt hoàn toàn. Cú ngã ngựa của WeFit đã ảnh hưởng không ít đến cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam. Hào phấn của cái startup Việt Nam thì sụt giảm, đã bị nhụt chí. Những người khác họ nhìn vào họ thấy là ở khởi nghiệp cũng khó ăn. Các ứng dụng công nghệ đấy thì về sau là ảnh hưởng đến các nhà cung cấp dịch vụ. Bây giờ có một cái ông WeFit mới ra đời thì các nhà cung cấp dịch vụ họ bắt đầu họ cũng cẩn thận. Và đặc biệt là user người dùng, hàng trăm ngàn người dùng bây giờ họ bảo là bây giờ ông tin, ông nộp tiền trước ông tin, biết đâu ông ra đi sao, tôi đòi tiền. Cũng là một doanh nghiệp khởi nghiệp, nhưng Base.vn đã có thể đứng vững được qua mùa dịch. Doanh nghiệp này cho biết, như nhiều công ty khác, khi dịch Covid-19 xuất hiện, các nhân viên của Base thực hiện làm việc từ xa. Đây vừa là thách thức, cũng vừa là cơ hội để đội ngũ lãnh đạo thử nghiệm những cách phối hợp từ xa hiệu quả trong quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp. Theo Base.vn, để WeFit không là cú nổ đầu tiên cho làn sóng phá sản của startup Việt trong năm 2020, các doanh nghiệp startup buộc phải hành động cẩn trọng hơn trong điều kiện bình thường mới. Đó là vấn đề quản lý vận hành, quản lý nhân sự và cả dòng tiền. Đối với thị trường chung thì mọi người đều có gọi là tác động chung một cách nhất định. Ngoài khó khăn về dòng tiền thì các doanh nghiệp họ còn gặp khó khăn về vấn đề về gọi là làm việc. Nhưng mà đối với các doanh nghiệp mà làm về startup thì mình nghĩ là mọi người sẽ vẫn luôn là chiến đấu hết mình. Đương nhiên nó sẽ không thể mà tăng trưởng nhanh thần tốc giống như ngày xưa. Nhưng mà nó đổi là một cái đó là mọi thứ nó trong một cái gọi là healthy, nó an toàn hơn so với hồi trước. Nhân sự, tài chính là hai trong số nhiều yếu tố quyết định thành công mà cha đẻ ứng dụng học tiếng Anh Monkey Junior nhắc đến khi nói về chặng đường khởi nghiệp. Từ giải nhất cuộc thi sáng kiến toàn cầu năm 2016 tại Mỹ, Monkey Junior hiện có hơn 5 triệu phụ huynh tại 100 quốc gia trên toàn thế giới sử dụng. Công thức thành công thì gần như là không có. Đấy là một quá trình. Và những cái điều kiện tiên quyết đó là không thể thiếu, đó là bạn phải thực sự đam mê và có khát vọng cao những cái bạn đang làm. Đi trên con đường khởi nghiệp thì bạn phải trang bị cho bản thân mình rất là nhiều những cái kiến thức liên quan khác, ví dụ như kiến thức về quản lý, kiến thức về tài chính. Năm 2016, chính phủ đã phê duyệt đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025. Theo đó, trọng tâm hỗ trợ 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp. Đề án này được cộng đồng khởi nghiệp kỳ vọng sẽ tháo gỡ những khó khăn trong cộng đồng khởi nghiệp hiện nay. Cái việc mà đầu tư trực tiếp cho startup là hoàn toàn nhà nước có thể đầu tư ban đầu. Thì tôi nghĩ đấy là một cái rất là lợi thế mà hiện nay các nước mà đang phát triển về khởi nghiệp như là Ấn Độ hay là như Mỹ, họ cũng đều là như thế. Các chuyên gia nhận định, startup muốn thành công bền vững, không có cách nào khác là phải chứng minh được sự tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh, thậm chí là phải tăng trưởng cả khi không có tiền đầu tư. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh bổ sung nhân tài vào đội ngũ để có một tâm thế sẵn sàng, thích nghi với điều kiện bình thường mới là rất quan trọng. Những điều kiện này sẽ phần nào giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp có thể đứng vững